Chào anh em và tất cả các bạn. Hôm nay mình có nhận được một con xe Taurus. Nó đang bị mắc cái lỗi là đờ không đường anh em nha. Cái bộ đờ bốn vẫn chạy giống như cái kiểu xe Dream mà nó bị đứt sender đó anh em. Những cái xe Dream quay bình thường thì nó có sợi sender. Còn những cái con xe này như Taurus và Cirrus như thế này thì nó không có xài sơn mà nó xài hoàn toàn bằng nhông chuyền anh em nha. Bây giờ mình sẽ thử đờ thử cho anh em xem. Đây anh em. Nó không bám một cái gì hết, nó hầu như là giống như cái bộ đờ nó đang tự động chạy một mình đó anh em. Không kéo được cái máy nổ. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành tháo ra luôn anh em nha. Thì những cái dòng xe này nó xài nhông cho nó không có xài sơn như xe Dreamway thì tôi nghĩ là chắc là một là nó bị nhông, còn hai là nó bị hư cái bộ phận thớt đờ anh em nha. Anh em thì rút ra kiểm tra cái phần nhông thì không sao, nhông nhông đời nhỏ này anh em, không sao anh em nha. Và cái phần rơ-nia trên cái bộ đờ cũng không có vấn đề gì anh em. Sẽ thử bóp đờ cho anh em xem. Đây anh em, nó chạy này nè. Đó, hoàn toàn lúc này nó chạy độc lập. Về cái nhông này và cái nhông nhỏ nó chạy độc lập. Xuống cái phần nhông đờ lớn này nó không còn bám này anh em. Đó, thường thì một chiều. Một chiều thì nó quay được, còn một chiều thì nó sẽ không quay được anh em này. Nó bám được, nó chạy nổ máy đó. Nhưng mà cái nhông này giờ nó đang chạy hai chiều này. Chiều này cũng chạy, mà chiều này cũng chạy anh em. Lúc nãy là nó kéo cái nhông này chạy không, cho nó không bám được vào cái vô lăng và không kích nổ máy được. Rồi. Tháo ra kiểm tra anh em nha. Đang bắt cái quạt anh em, nóng quá. Là cái 17S10 lắm. Đâu 17S.
ra rất là dễ dàng anh em nha. Lúc trước Vinh xài cái cào khác, cào đấy nó không được tốt anh em, mình cào nó rất là khó ra. Đó, từ lúc xài cái cào này rồi thì cào ra nó rất là dễ dàng. Đó, lúc trước xài cái cào như thế này nè anh em. À, không ngồi dự đoán thì cái rotor này nó đã bị kẹt bi anh em nha. Nó kẹt bi, không có sử dụng được nữa. Nó xài phím. Đối với những dòng xe đầu như Cirrus, Cirrus hay Taurus này anh em thì nó sẽ xài bằng phím. Bi bây giờ cũng mẻ này anh em, bi cũng mẻ này. Và cái Taurus nó khác. Cái Cirrus một cái là nó có cái lớp cái vòng bảo vệ này này, vòng bảo vệ máy dung bi cho nó khỏi rớt ra. Khi mình tháo ra nó bi nó cũng không có rớt anh em nha. Còn cái Cirrus thì anh em nên tháo là lưu ý là nó rất dở hay rớt bi vô trong cái máy này. Đấy, cho nên anh em tháo ra từ từ, mình rút nguyên cái nhẹ nguyên cái nhông đờ rồi anh em nha. Đó, mình rút cái nhông đờ vừa nhích ra đến cái chốt của vết này, rồi anh em bở cái tay phía dưới này cho cái bi đờ nó khỏi rớt vào trong á, rồi anh em lấy cái vô lăng ra. Rồi và sẽ tiến hành thay cái đờ này. Và anh em, sau khi mình đã lắp cái bộ phận cái đớ đơ vào thì giờ thử bật đờ cho anh em xem nha. Cái con xe này đi rẫy cho nên mình không có thay đồ hãng anh em nha, thay cái thước đờ ngoài bình thường. Thay cái thước đờ ngoài bình thường nó chỉ có trăm mấy chục ngàn bộ anh em nha, trăm mấy chục ngàn bộ. Thì chỗ bên thay luôn rồi chắc công cán luôn chắc tầm 200 ngàn anh em nha. Đây là cái cụ của nó xài phím như thế này anh em nha, 3 dương bi. Đó, bây giờ mình thay cái loại xài là so giống Dreamway cho nó an toàn hơn anh em ơi. Cái phím này nó rất là nhanh hư. Đàn ô anh em nha. Đó, xe đàn ô bình thường lại. Vậy là cái con xe này nó bị hỏng đớ đờ anh em nha, hỏng cái thước đờ. Thì video chia sẻ của mình hôm nay đến là kết thúc. Chúc anh em nhiều sức khỏe, thành công hơn trong công việc như trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại anh em với những video clip sau.